Số ca mắc tay chân miệng tăng cao trở lại tại các tỉnh thành phía Nam, nhiều ca trở nặng trong khi nguồn thuốc điều trị lại vô cùng khan hiếm. Bệnh nhân nhập viện do nắng nóng ở Mỹ tăng đột biến khi nước này bước vào mùa hè với nhiệt độ cao kỷ lục. Một số bệnh viện đứng trước nguy cơ quá tải. Khách du lịch quá đông trong mùa hè, các con phố trở nên chật hẹp đang gây ra không ít phiền toái cho người dân tại thành phố Bruges, nước Bỉ. Đã phát hiện một dòng chảy ngầm phía dưới khu vực sạt trượt sụt lún tuyến quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa. Đây là lý do khiến tình trạng sụt lún vẫn tiếp diễn dù trời đã có nắng, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông. Theo đó, tại phần làn đường chính, các vết nứt có chiều dài khoảng 110m, mở rộng 25cm. Phần nền đất khu vực mái ta luy âm đã thấy rất rõ các vết nứt sụt lún. Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hiện trạng. Trước ngày 20 tháng 8, công ty sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân gây sạt lở đường Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp khắc phục. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết là liên quan đến vụ việc đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy, Đống Đa, Hà Nội, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 3 đối tượng bị tạm giữ bao gồm Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2003, Lê Văn Tùng sinh năm 1989, Đỗ Minh Sáng sinh năm 2002, cùng trú tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, trong thời gian diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng tại sân vận động Hàng Đẫy vào tối ngày 2 tháng 8, một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng ở khu vực khán đài B9, B10 gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh an toàn của trận đấu. Ngay sau đó, thì Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tập trung điều tra xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên. Bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng cao. Số ca tăng đột biến như vừa rồi đó, thì cái tải lượng làm việc của các khoa như là khoa nhiễm hay là khoa hồi sức hay là sức nhiễm thì đã tăng lên rất là rõ. Bệnh viện xoay sở thuốc điều trị, cần tính toán dự trữ những loại thuốc hiếm. Nếu mà mình có được một cái trung tâm dự trữ cái thuốc hiếm hay là thuốc mồ côi á, thì nó rất là tốt cho cái người dân. Thưa quý vị, diễn biến dịch tay chân miệng vẫn đang phức tạp khi mà số ca mắc vẫn liên tục tăng cao. Đây là biểu đồ thống kê số ca mắc tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thống kê. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy đó là đường cong có xu hướng thẳng đứng. Điều đó biểu hiện đó là số ca mắc liên tục tăng cao. Riêng tuần vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 2.600 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 1,4 lần so với 4 tuần trước đó. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh thành phía Nam liên tục ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng. Đáng chú ý là năm nay có nhiều ca mắc tay chân miệng ở độ nặng. Điều này đã dẫn đến tình trạng các bệnh viện phải xoay sở với nguồn thuốc điều trị. Nghe bệnh tay chân miệng bùng phát, chị Xuân Đào cố gắng hết mức không cho con đi đâu, ngăn tiếp xúc nguồn bệnh. Vậy mà 2 ngày trước, con của chị vẫn nhập viện vì mắc tay chân miệng độ 2. Chưa hết bất ngờ, chị Đào lại cảm thấy lo lắng vì thông tin bệnh viện cạn thuốc. Sợ nó bị nhiều, nhưng hôm qua em thấy người ta chuyển lên thành phố, mấy người nói không có thuốc, nói là đang không đủ thuốc. Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã chủ động liên hệ với các bệnh viện bạn, chia lại thuốc Gamma Globulin, tìm các đối tác cung cấp thuốc. Tuy nhiên, với mức tăng ca bệnh nhanh với gần 600 ca nhập viện từ đầu tháng 7 đến nay, thuốc dự phòng và điều chuyển đã không đủ. Tại vì đây là thuốc nhập khẩu, cho nên là hầu như là các đơn vị đã không còn hàng để cung cấp. Các cái thuốc mà bệnh viện trúng thầu thì cái công ty vẫn không có số lượng để cung cấp cho đơn vị được. Lượng bệnh nhân các tỉnh thành tăng cao cũng đồng nghĩa các ca chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tăng, các bệnh viện cũng căng mình điều trị. Có tuần, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hơn 10 bệnh nhi bị tay chân miệng nặng độ 3, độ 4. Khác biệt với so với mọi năm là nó sốt không có cao, nhưng mà nó giật mình nhiều. Với một số ca là nó diễn tiến rất là nhanh, từ độ 2B nó chuyển qua là độ 3, độ 4 luôn. Nghĩa là vô tình trạng rất là nhanh, biểu hiện triệu chứng kinh với nó siêu hấp. Số ca nặng tăng nhanh, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh sử dụng trung bình 200 lọ IVIG để điều trị cho bệnh nhân tay chân miệng độ nặng. Các chuyên gia đã tính toán kỹ trong việc sử dụng thuốc để có thể đáp ứng điều trị cho trẻ trước nguồn thuốc khan hiếm.
Vâng, với việc số ca tăng nặng thì mỗi ngày phải sử dụng đến 200 lọ IVG, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần lên tiếng đề nghị có các chỉ đạo và giải pháp đảm bảo cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng. Hồi cuối tháng 6, một đơn vị nhập khẩu đã nhập về 6.000 lọ thuốc IVG. Các cơ sở y tế đã khẩn trương tiếp cận nguồn thuốc, tuy nhiên thì số lượng hạn chế trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục tăng cao khiến cho các cơ sở tiếp tục gặp khó khăn. Vậy tại sao thuốc IVG lại khan hiếm đến như vậy? Thuốc điều trị tay chân miệng IVG là thuốc được sản xuất bằng huyết tương. Trong nước thì chưa sản xuất được thuốc này mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu. Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nguồn cung huyết tương trên toàn thế giới, dẫn đến việc khan hiếm nguồn thuốc này. Lúc này thì bài toán đặt ra là các cơ sở y tế cần phải dự trù cơ số thuốc để các đơn vị nhập khẩu có thể tính toán được việc đặt hàng. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh phức tạp dẫn đến việc nếu mà dự trù không chính xác sẽ dẫn đến việc nơi thừa nơi thiếu. Do đó mà các chuyên gia đã đề nghị là cần đến tính toán việc dự trữ những loại thuốc hiếm này. Trước những khó khăn của các cơ sở y tế thì mới đây Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết đã xác định được nguồn cung ứng đảm bảo nhu cầu điều trị. Trong tháng 8 này, một đơn vị sẽ nhập khẩu thêm 3.000 chai truyền dịch Globulin IVG miễn dịch trên tổng số là 15.000 chai đã được cấp phép nhập khẩu. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp kinh doanh dược để kịp thời cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị. Ngoài ra, thì Cục Quản lý Dược đề nghị việc xây dựng kế hoạch dự trù và đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh là yếu tố quan trọng nhất trong việc đảm bảo nguồn cung về thuốc này. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng với những thuốc điều trị cho các bệnh lưu hành thì cần rà soát và tiến tới dự trữ nhằm tránh bị động. Lâu nay, các cơ sở y tế sẽ có kế hoạch dự trù hàng năm trong kho thuốc đối với các loại thuốc điều trị tay chân miệng. Nhưng khi dịch bệnh tăng cao, một số nơi thiếu hụt. Do vậy, các ý kiến cho rằng, thứ nhất cần có những dự báo về dịch bệnh để các cơ sở dự trù chính xác. Ngoài cái việc dự trù của bệnh viện, nói chung và khoa dược nói riêng thì cần phải có một sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về điều trị, cũng kể như là chuyên gia đầu ngành dịch tễ để dự đoán dịch để chúng ta có số liệu càng chính xác hơn. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, các loại thuốc hiếm nếu để các cơ sở y tế tự đứng ra dự trù sẽ gặp khó khăn, do vậy cần thiết dự trữ ở cấp quốc gia. Bây giờ phải bổ sung vào kế hoạch dự trữ đề phòng của quốc gia và Bộ Y tế phải đứng ra để mà dự trù những cái thuốc này. Dự trù tiến hành mua, tiến hành dự trữ và như vậy là có thể là phân bổ cho các bệnh viện khi cần thiết. Sở Y tế TP.HCM đã kiến nghị về các giải pháp trữ thuốc. Thực tế, các kế hoạch thành lập các trung tâm trữ thuốc quốc gia đã được tính toán, thực hiện ở 3 miền vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cơ chế như thế nào thì vẫn đang được bàn thảo. Phương án là sẽ giao cho 3 hoặc 4 cái khu vực, các cái bệnh viện lớn ở các khu vực để thực hiện việc dự trữ. Cái quan trọng là cái cơ chế là người ta xác định cái mặt hàng nào, cái danh mục của những mặt hàng nào. Thứ hai là cái nguồn cung ứng từ đâu và cái phương pháp chúng ta mua sắm là như thế nào, dự trữ là như thế nào và cái khâu luân chuyển giữa các cơ chế để thanh toán. Ngoài thuốc điều trị tay chân miệng, thuốc giải độc botulinum, huyết thanh giải độc nọc rắn cũng được coi là những thuốc mồ côi, tức là thuốc hiếm, ít đơn vị sản xuất. Do đó các chuyên gia cho rằng cần chấp nhận cơ chế và chi phí để trữ thuốc. Chúng ta phải có những cái loại quỹ để trữ cho cái thuốc mồ côi, trong chuyên môn nó gọi là thuốc mồ côi. Có nghĩa là thuốc đó có thể rất là khó hiếm có, mắc tiền, nhưng mà cứu được nhiều một vài người đặc biệt thì phải chịu lỗ những cái đó để mà mình giải quyết cái thuốc này như vậy. Thì nếu mà mình có được một cái trung tâm dự trữ cái thuốc hiếm hay là thuốc mồ côi á thì nó rất là tốt cho cái người dân. Dịch bệnh diễn biến khó lường, về lâu dài các kiến nghị cũng cho rằng cần có những chiến lược trữ thuốc từ sớm và tính toán sản xuất thuốc đối với các bệnh dịch Việt Nam hay gặp để chủ động nguồn thuốc điều trị cho người bệnh. Vâng, rõ ràng là bài toán về nguồn cung thuốc thì vẫn đang được tháo gỡ. Nhưng mà trong lúc chờ thuốc thì tôi nghĩ rằng là cái biện pháp tốt nhất trước dịch bệnh đó là chúng ta phải phòng bệnh trước đã. Vâng, và bài học từ dịch bệnh, từ đại dịch Covid-19 cũng cho ta thấy một trong những cái bài học rất quan trọng đó là để đẩy lùi một dịch bệnh nó cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đôi khi là từ những hành động nhỏ nhất xung quanh chúng ta mà ai cũng có thể làm được. Ví dụ như để đẩy lùi tay chân miệng chẳng hạn, thì đó chính là thói quen rửa tay, rửa chân của chính chúng ta và con em của chúng ta khi mà đi từ bên ngoài trở về gia đình của mình. Hay là bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, chúng ta vẫn biết là cái vật trung gian lây truyền đó chính là những con muỗi, cho nên là làm giảm và thậm chí là xóa đi những cái điểm rác thải
những cái điểm mất vệ sinh có thể là nơi sinh sống của muỗi, đó là một điều rất quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó còn có sự phát triển của khoa học công nghệ nữa cũng có thể hỗ trợ chúng ta trong câu chuyện này. Thì thưa quý vị, mới đây trên thế giới các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra một loại vi khuẩn có thể làm giảm khả năng muỗi truyền bệnh sốt rét, và đây sẽ là một phần thông tin trong những tin tức tiếp theo chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị. Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua đã cảnh báo khoảng 75% số trẻ em, tương đương là 460 triệu em ở Nam Á, thì đang phải đối mặt với nhiệt độ cao ở mức cảnh báo cao nhất trên toàn thế giới. Vâng, và cụ thể theo UNICEF thì trẻ em ở Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan có nguy cơ vô cùng cao trước tác động của biến đổi khí hậu khi có hơn 83 ngày trong một năm, nhiệt độ ở mức 35 độ C. Theo các chuyên gia, trẻ em không thể thích ứng nhanh với sự thay đổi nhiệt độ và không biết cách giảm nhiệt cho cơ thể. Vì vậy, thế giới cần hành động ngay, nếu không những em nhỏ này sẽ tiếp tục phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của những đợt nắng nóng thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Trong tháng 7, tháng nóng nhất thế giới từng được ghi nhận, thành phố Phoenix của nước Mỹ đã trải qua hơn một tháng có nhiệt độ vượt ngưỡng 110 độ F, tức là tương đương với khoảng 43 độ C. Và đây cũng được cho là nguyên nhân chính làm các bệnh viện ở đây bị rơi vào tình trạng quá tải với bệnh nhân sốc nhiệt. Những ngày cuối tháng 7, nhiệt độ cơ thể của người lao động ngoài trời thành phố Phoenix, Mỹ lên đến 41 độ C, tức là 105 độ F. Có những lúc có người ngất xuống đường, trên người bị nhiều vết bỏng nghiêm trọng. Ngay mưa mùa hè thường có tác dụng làm mát người dân và cây cối thành phố thì năm nay cũng hiếm. Y bác sĩ cho hay các bệnh viện quá tải bệnh nhân sốc nhiệt, có những trường hợp tính mạng bị đe dọa. Thời gian này rất khó khăn, chúng tôi không bận rộn vì bệnh viện quá tải bệnh nhân nặng như thế này từ sau thời Covid-19. Khi nhập viện, các bệnh nhân sốc nhiệt được cho vào bể đá ngay để hạ nhiệt cơ thể. Khi vào nằm trong bể đá, cơ thể bệnh nhân có thể giảm ít nhất 1 độ F mỗi 5 phút. Cách làm này không phải cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những bệnh nhân nhiệt độ cơ thể rất cao, thường trong trạng thái bất tỉnh. Thành phố Phoenix nằm ở sa mạc Sonora. Thành phố là nơi định cư ưa thích của những người về hưu. Nay với tình trạng nhiều ngày nắng nóng liên tục, nhiệt độ ban đêm cũng tới 32 độ C, thì những người có bệnh tiểu đường, phổi và tim thì bị nặng lên. Một số người bị nhận thức suy giảm hoặc lú lẫn. Người vô gia cư thì không có lúc nào được hồi phục. Cảnh sát hình sự quốc tế và cảnh sát hình sự châu Phi vừa phối hợp thực hiện chiến dịch chống buôn người, có tên gọi là Flash Waker, mục tiêu nhằm vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động buôn người ở châu Phi. Chiến dịch gồm hai giai đoạn diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua tại 54 quốc gia. Trong chiến dịch này, tổng cộng có hơn 1.000 đối tượng liên quan hoạt động buôn người đã bị bắt giữ. Hơn 2.700 người di cư bất hợp pháp bị phát hiện. Danh tính hơn 800 nạn nhân buôn người được xác định, trong đó có những người đến từ châu Á. Lực lượng chức năng cũng tịch thu hơn 800 hàng hóa có nguồn gốc tội phạm như là súng ống, xe cộ. AP đưa tin là các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát hiện ra một chủng vi khuẩn có thể làm giảm ký sinh trùng sốt rét ở muỗi, từ đó làm giảm khả năng lây truyền bệnh sốt rét từ muỗi sang con người. Muỗi Anopheles mang một loại vi khuẩn có tên gọi là Dentia cirrhatensis. Loại vi khuẩn này xâm nhập vào bên trong ruột của muỗi và tạo ra một hợp chất có tên gọi là Hamani, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét. Vi khuẩn chỉ ngăn chặn sự lây truyền của ký sinh trùng và không làm thay đổi gen của muỗi. Tuy nhiên, các nhà chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân nên diệt bọ gậy, nằm màn và có các biện pháp phòng ngừa các ổ dịch lây truyền do muỗi. Hiện giờ đang là mùa du lịch cao điểm hè tại châu Âu. Trong đó thì thành phố Bruges ở nước Bỉ thường xuyên nằm trong nhóm những địa điểm thu hút đông du khách nhất. Mặc dù du khách mang tới nguồn thu nhập cho địa phương, thế nhưng mà tình trạng quá tải xuất hiện lại đang khiến cho nhiều người dân địa phương cảm thấy mệt mỏi. Hình ảnh con kênh thơ mộng của thành phố Bruges Bỉ, nhưng sự thư giãn này chỉ có trên mạng xã hội mà thôi. Trên thực tế, dòng nước lúc nào cũng tấp nập du khách qua lại. Trên thuyền có người đến từ châu Á, từ Đức, Anh, Pháp, du khách đến từ khắp mọi nơi. Bruges được mệnh danh là Venice của phương Bắc, là điểm đến nghỉ mát rất được yêu thích tại Bỉ. Thành phố chỉ có dân số khoảng 120.000 người, nhưng mỗi năm đón tới 8 triệu du khách. Những ngày hè này, đám đông khổng lồ đổ đến khiến cho các con phố trở nên chật hẹp và đẩy giá tiêu dùng lên cao. Những người làm du lịch hưởng lợi. Tuy nhiên, một bộ phận người dân Bruges cảm thấy phiền toái về sự quá tải này. Tôi thấy người ta đổ về đây ngày càng nhiều. Dạo này còn có thêm hình thức đi bằng tàu nữa. Quá đông, quá là đông đúc.
Mức độ đông khách du lịch đã chạm đến ranh giới đỏ rồi. Giống như chủ nhà ở đây đã nói, chúng tôi không cần thêm khách du lịch nữa. Thế là đủ rồi. Một bộ phận người dân làm du lịch tại Brugger cho biết, chủ yếu khách du lịch đến và đi trong ngày. Việc tận dụng nguồn khách chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó, giới chức Brugger đã phát động chiến dịch truyền thông, kêu gọi du khách đa dạng hóa điểm đến, không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm và tránh du lịch vào mùa cao điểm. Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh dự nhận giải thưởng vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023. Thông tin từ Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới, và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Cúc Phương nhận được giải thưởng danh giá này. Theo Ban tổ chức, thì Cúc Phương tiếp tục khẳng định sự hấp dẫn của du lịch sinh thái, một trong những loại hình du lịch trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam, và đã vượt qua nhiều vườn quốc gia khác tới từ Nhật Bản, Nepal, Indonesia, Sri Lanka và Malaysia để được bình chọn. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tranh tường 3D từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người, thậm chí nó còn trở thành trào lưu trang trí các không gian được đông đảo người Việt lựa chọn bởi là sự tươi mới và ấn tượng với dòng tranh này mang lại. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở việc trang trí, với bàn tay nghệ thuật cùng với sự sáng tạo không ngừng của những nghệ sĩ trẻ, tranh tường 3D không chỉ dừng lại ở những giá trị thẩm mỹ. Bạn có lầm tưởng đây là cảnh thật, nhưng không, đây là khung cảnh được tạo ra từ cọ vẽ và những lấm lem màu sắc. Đang tái hiện lại một đẹp nhất của Hà Nội, là con phố Phan Đình Phùng. Là vào mùa thu thì lá vàng rơi rất là đẹp. Đắp nổi 3D riêng tạo được cái hiệu ứng á, cảm giác giống như là lá rụng sẽ nổi lên hơn, sống động hơn. Để tranh 3D thì nó khó hơn với tranh bình thường. Mình phải kiểm soát được ánh sáng và bố cục của bức tranh. Với tỷ lệ và cái màu nó cũng phải tương đồng. Cảm nhận cái con chim nó đang bay nó giống như thật. Vẽ một cái mít thì mọi người cảm nhận được cái mùi thơm ở trong đó. Vẽ những cái con đường thì mọi người cứ tưởng à đó là một cái con đường thật. Những bức tường khô khan, cũ kỹ qua bàn tay của nhóm họa sĩ trẻ đã biến thành bức tranh 3D khổ lớn, có khi rộng tới 200 đến 300 mét, tạo nên một không gian chân thực và sống động. Điều độc đáo ở đây là những bối cảnh làng quê được đưa về phố, mang lại cảm xúc cho biết bao người. Ở Việt Nam mình thì có ba miền, những cái nét đẹp riêng. Từ những làng quê Bắc Bộ, Hội An về trong thành phố, để cho những người cảm nhận được nhiều hơn những cái nét đẹp của từng vùng miền khác nhau. Có những người con xa xứ, người ta xa quê hương, người ta thấy lại được những cái hình ảnh đó. Mình vẽ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức ngày xưa, thì mọi người vỡ òa vì cái cảm xúc rơi nước mắt. Một bầu trời xanh xưng đầy ký ức của ngoại, ngoại rất là mãn nguyện. Vẽ rất là chân thật và sống động, gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ, xoa dịu được nỗi nhớ quê của tôi. Với những thể nghiệm mới, nhóm họa sĩ trẻ còn có thể xuất khẩu những bức tranh tường sang nước ngoài. Dù trên thế giới, nghệ thuật vẽ tranh 3D rất phát triển, nhưng những người trẻ này vẫn có lối đi mới và chỗ đứng riêng. Cái người Việt Nam mình ở bên nước ngoài, người ta mong muốn có được một cái bức tranh mang bản sắc Việt. Với cái thị trường ở nước ngoài thì mình không thể nào mình đến từng nơi để vẽ được. Nên thành ra mình đã nghĩ ra một cái chất liệu, đó là mình sẽ vẽ trên vải. Mình vẽ tại Việt Nam mà mình gửi sang nước ngoài để mà có thể dán trực tiếp lên tường hoặc là đóng khung treo. Đó là cái sự tiện lợi khi mà mình đưa vào cái chất liệu mới để tranh tường có thể vươn ra được thế giới. Và khi mà mình đem tranh 3D ra nước ngoài, mình còn đem cả phong cảnh văn hóa của Việt Nam mình đi nữa. Giới thiệu với bạn bè quốc tế, mọi người sẽ biết về Việt Nam mình nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là du khách nước ngoài, người ta sẽ tìm đến những cái địa điểm của Việt Nam mình qua từng cái tác phẩm này.